Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Sen đá của mình trồng được một thời gian là bị nứt thân. Thì nguyên nhân là do đâu vậy? Đây là một trong những câu hỏi mà Tâm nhận được khá nhiều từ những bạn trồng sen đá. Bản thân mình thì cũng từng gặp phải tình trạng tương tự như thế. Vậy thông qua video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân khiến cho sen đá bị nứt thân nha. Nguyên nhân đầu tiên đó là do lượng nước tưới quá nhiều. Khi các bạn để chậu ẩm lâu ngày, cây sẽ được cung cấp nước liên tục, dẫn đến việc cây hấp thụ vào thân và lá quá nhanh. Đặc biệt nếu các bạn chú ý đến các dòng sen đá có lá mỏng và thân to, ví dụ như là bèo Nhật, thì sẽ thấy chúng cực kỳ dễ nứt thân hơn các loại khác. Trong khi Monroe hoặc là các loại sen đá có lớp lá dày có thể chứa nước nhiều hơn và căng tròn nếu tưới nhiều, thì bèo Nhật với lớp lá mỏng sẽ không thể tích nước được nhiều như vậy và phần thân của chúng sẽ dần nứt ra. Còn đối với Monroe, các bạn sẽ thấy lá của chúng cũng sẽ nứt ra khi có quá nhiều nước, nhưng các bạn sẽ ít thấy chúng bị nứt thân hơn so với là đối với loại bèo Nhật. Do đó hãy chỉ tưới nước khi mà giá thể đã khô hoàn toàn. Nếu bạn trồng ngoài trời không có mái che thì hãy tăng tỷ lệ đá lên để giá thể khô nhanh hơn, đặc biệt là vào mùa mưa. Nguyên nhân thứ hai làm cho cái cây của mình bị nứt thân đó là sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm đột ngột, đặc biệt là vào những cái mùa sáng nắng chiều mưa như thế này. Cây sẽ dễ bị stress do nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cho thân cây bị nứt ra. Đối với vấn đề này thì chúng ta sẽ hầu như là không có cách nào để giải quyết, trừ khi là các bạn trồng chúng trong nhà kính hoặc là những nơi có điều kiện và mọi thứ đều có thể kiểm soát được. Nguyên nhân thứ ba là do côn trùng hoặc nấm bệnh tấn công. Các loại nấm này gây nứt thân hoặc là sâu bệnh có thể tấn công khiến cho phần thân của chúng bị nứt ra. Do đó, các bạn hãy thường xuyên là vặt những cái tầng lá khô bên dưới để kiểm tra thân cây, phun phòng sâu bệnh và nấm bệnh thường xuyên. Nguyên nhân cuối cùng là do cây tăng trưởng nhanh bất thường. Một số bạn vì muốn cây lớn nhanh cho nên bón quá nhiều phân hoặc là phun tưới phân với lịch quá sát nhau. Khi nhận quá nhiều dinh dưỡng, cây sẽ phát triển nhanh chóng và phần vỏ ngoài của cây sẽ không thể theo kịp, dẫn đến tình trạng là thân cây bị nứt. Tương tự như con người của chúng ta vậy, bạn không thể vì muốn một đứa bé lớn nhanh mà cho nó ăn quá nhiều các loại đồ bổ liên tục, do sức hấp thu của nó cũng là có hạn. Cái gì cũng cần thời gian, đặc biệt là sen đá, chúng thuộc loại lớn chậm và tính theo năm chứ không phải là theo ngày. Do đó các bạn hãy bình tĩnh, đừng quá nôn nóng trong việc trồng sen đá nhé. Thông qua video ngày hôm nay thì hy vọng mọi người đã có thêm kinh nghiệm trong việc phòng sen đá bị nứt thân. Nếu mọi người thấy clip hay thì có thể ấn like, share và nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của Tâm nhé. Nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại bên dưới phần bình luận, Tâm sẽ cố gắng giải đáp cho mọi người nếu mà Tâm biết. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.